Ơ, dòng điện đâu hết rồi Đừng nói ăn quả bom đen nhá Giờ à, con quy ra này tính tiền gì Con quy ra này tính tiền cái gì Đúng không Tính tiền cái gì ạ à? Trời ngon quá luôn Cái trận thứ hai thì mình thấy là ngon hơn Trận thứ hai được một triệu dầu vàng Thôi thôi u rồi ôi. Tại <laughs> <laughs> sao cho tôi cái cơ hội 100% phát nhỉ Tại... <laughs> chào các bạn, vâng chào mừng các bạn đến với video của nhóc của T hôm nay thì chúng ta sẽ đến đó chính là một cái video thường ngày, một cái video có lẽ rằng là sẽ là một cái video đi farm của nhóc của tê thôi gọn nha hôm nay thì các bạn thấy được rằng là hiện tại thì mình đang dư rất nhiều dân này 4 trên sáu và và ở bên nội trưởng bóng tối thì anh em có thể thấy rằng là hiện tại thì mình cũng đang dư dân đúng không nào. Chính bởi vậy mà mình muốn hôm nay mình muốn làm một vài cái nhiệm vụ là anh em thấy rằng là Thợ uh, săn lùng tướng này, đã có một cái nhiệm vụ mới cho tất cả anh em. Và anh ta đã trở lại thì hiện uh, cái nhiệm vụ này là một cái nhiệm vụ rất là ngon được 150 game và mình mong rằng anh em sẽ quẩy cái nhiệm vụ này. Uh, ở đây thì chúng ta còn có 4 ngày nữa mới đến trò chơi hội cơ. Giải đấu chiến thì chúng ta còn hẳn 14 hôm nữa cơ anh em ơi. Thì không biết tất cả anh em đã cày xong nhiệm vụ chưa? Cái, cái nhiệm vụ uh, săn lùng tướng này mình thấy khá là gắt. Khi mà nó cho bắt chúng ta đánh bại 40 tướng cơ các bạn ạ 40 tướng là một cái gì đó mình cảm thấy hơi gắt đấy Rồi nhưng mà cũng không sao đâu Hôm nay thì chúng ta sẽ đi làm những cái nhiệm vụ trên anh em nhé. Trước tiên thì có lẽ nhóc OT sẽ đi đánh một trận Một trận ở trong đó thì sẽ có 7 visa Rồi quân nhà chính các kiểu con đà điểu cả Sau khi đánh một trận xong thì nhóc OT sẽ sang bên hội trường Đánh với anh em thêm một trận nữa các bạn nhá Và chúng ta lại quay trở về Tiếp tục đi săn lùng tướng Ok, thì mình cũng đã tìm ra một căn nhà khá là ngon anh em ơi Đây rồi, mình sẽ chuyển sang xe bò các bạn nhé Thì hiện tại mình đang cũng nói với anh em đó chính là hiện tại thì mình đang đi pha Chính bởi vậy mà mình cũng không quá quan trọng về cái chuyện nhà to, nhà khỏe, nhà đẹp đâu anh em ơi Quan trọng nhất là cái trận đấu này mình cần phải mang về thật nhiều dầu vàng Đó, mình đang dư khá nhiều dân anh em ạ Trận này thì mình sẽ đẩy kinh Queen luôn nha Cho một con có Visa Party này Tại sao mình phải mang 7 con visa party? Bởi vì nhiệm vụ của bên mình là nó cần phải 7 con visa party anh em ạ. Chính phải vậy mà mình mang 7 con visa party thôi. Đơn giản nó chỉ là vậy thôi mà đúng không? Đơn giản nó chỉ là vậy thôi, không có cái gì cả. Ok. cho một con dòng điện vào đây tiếp này. Bên trong quân hội của mình là gì ạ? JT, quẩy luôn, chơi cho khô máu. Hay quá, ai JT kìa có một con tràn nữa chất như quả quất đấy các bạn đánh như thế này đi chất quá chất quá chất quá đúng không nào kinh của mình đâu rồi đây rồi đây rồi à vẫn bị vẫn bị lẹm anh em ạ vẫn bị lẹm kìa trời ơi căn nhà này thật sự, uh, sự với anh em là nó quá là giấy luôn mình đánh kiểu gì cũng được mình cũng chẳng cần đẩy quân đấy anh em ạ bởi vì phòng thủ người ta cũng đang lủng liềm hết cả rồi này anh em này đây một con nhà chính được không gồng nữ tướng hoàng gia này Queen đang bị cấu kìa lữ tướng hoàng gia chắc đai rồi Thôi đã dành cho mình băng vào đây anh em nhé Mình sẽ cố gắng để cho con lữ tướng hoàng gia này đơ môn nhà chính nhá Tiếp tục thêm mình băng vào nữa nhá Đấy, Rồi ngon nghẻ Gồng con Queen lên Ua <laughs> Em lữ tướng hoàng gia đi mất rồi anh em ơi rồi. phí tiếp tục thêm một dòng điện vào này tại đi farm chính bởi vậy mà tiết kiệm nhất có thể bảy con ra thì bắt buộc phải thả thôi chứ còn dòng điện thì các bạn không cần thả cũng được, không sao cả. Rồi, một cái trận rất là ngon lành cành đào, 6700k dầu vàng. Nói chung là cứ ở dưới đây thì mình thấy rằng 6700k dầu vàng mình cảm giác như là ấm rồi anh em ạ. Ấm lắm rồi ấy chứ không phải là ấm nữa. Ok, tiếp tục này. Sang hội trường bóng tối anh em nhá. Bởi vì anh em thấy rằng là mình còn đang đợi hero tỉnh lại để làm trận thứ hai, đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ sang hội trường bóng tối là. Ok, combo mình đang cầm rồi, quẩy luôn combo này nhá. Anh em đánh combo này không? Mình thì đang luyện tập combo này, cũng ít đánh combo này lắm nhưng mà thôi đánh được anh em ạ. Cũng không đến lỗi tệ lắm đâu. Rồi, cái wick này. Và mình sẽ đẩy cho hai con này vào đây nha anh em nhá. Đó. À, Mion của mình thật ra là mới là Mion level 16 thôi. Nếu như các bạn mà lên được cỡ tầm khoảng Mion level 17, 18 với lại cái con Ông um, Wick lên level 17, 18 thì cảm giác rất là trâu bò luôn Combo này thì tao rất nhiều anh em chơi á Nhưng mà mình thì mình ít chơi combo này Ok, có hai quick này ra hai Wick không phải nhiều, vẫn chẳng phải ít anh em ạ Nhưng mà mình thấy rằng là cũng dù sao thì cũng đủ cái số lượng Dù sao thì cũng đủ số lượng Con tướng của mình liệu cự được không? Theo nhanh em Không tức cự được rồi Không thể cự được chứ không phải là cự là cự được anh em ạ rồi, con Wick, một con Wick đã bốc hơi rồi Một con Wick bốc hơi rồi anh em ơi oh, con quích tiếp theo bốc hơi À không phải đây 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 Nó vẫn ở đây này Bóng sáng em nó đây Bóng sáng em nó Ô bây giờ em nói bốc hơi <laughs> Rồi 6,4% Như vậy thì Mình đoán rằng là trận này Sẽ rơi vào cửa tầm khoảng 70% không 70% rồi Cố gắng lên nào 71% Rồi 72% rồi Chắc rơi vào cửa tầm khoảng 72% thôi Là căng 72% thôi anh em ạ cũng Không thể hơn được 72% là có quà rồi đấy Anh em công nhận mình không có quà này Ô oh, Người ta trăm, Người ta đánh combo của mình Thế mới cậy Được 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 Giã lại này Giã lại anh em nhá Combo này Mình sẽ về combo Huyền thoại của mình Mình đánh thôi mình sẽ về combo huyền thoại của mình mình đánh cay quá phát đấy mình không về combo huyền thoại của mình chính bởi vậy mà người ta bắt lạt mình thôi chứ mình mà vào combo huyền thoại của mình á thì tuổi dê đúng không anh em đây là combo huyền thoại của mình đây này 33 đến 16 thôi à Cảm giác như nó cũng không huyền thoại cho lắm <laughs> nhỉ? ok Ngon đấy anh em ơi Đây mới chính thức là combo huyền thoại Trong trong đây đây à, Anh em thấy combo này như thế nào Hãy để lại comment nào <laughs> Thật ra là nó như ấy nhà anh em nhạ Chẳng qua chém gió đấy thôi chứ còn nó như ấy Rồi ok vào luôn vào luôn vào luôn vào luôn vào luôn Ok tướng luôn tướng luôn Các kiểu ba ba con Con la la luôn Ba ba cái kiểu la la luôn gồng con tướng lên được một nháy này ok ba ba nháy theo cùng này có bao này thì thật ra đánh nó rất là dồn dập anh em ạ các bạn cần phải đuổi đẩy quân gần như kiểu dồn dập lắm sau khi các bạn đẩy quân dồn dập thì các bạn để lại cỡ tầm khoảng 1 đến 2 con ba ba an. là đẹp đấy sao hai con ba, ba à hai con cối của mình lại bị cháy kia tiếc vậy trời hai con cối bị cháy kìa Ủa cối sao trận này cháy nhiều thế nhỉ như vậy cháy mất sáu con cối rồi kìa cháy mất 6 con cối rồi anh em ạ đèn á tướng 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 không 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 không, không. hai tướng chắc vẫn dẹo tướng chắc vẫn dẹo anh ạ ui quả bom kìa con này thì chắc cũng không cự được thêm nữa rồi đấy huyền thoại phát cũng cỡ tầm khoảng 72 phần trăm thôi <laughs> huyền thoại thì cũng cỡ tầm khoảng 72 phần trăm thôi 74 phần trăm rồi ok 74 phần trăm có lẽ rằng là mình nghĩ rằng 76 phần trăm là kịch ở trận đấu này 76 phần trăm 76 phần trăm thôi anh em ạ không không hơn được nữa đâu à, 76 phần trăm là tự tin tuyên bố phát nữa lại lại có quà lại có quà anh em nhá có quà là cái chắc chắn rồi rồi ok đi vào lại có quà không anh em ơi đó anh em thấy không có quà quá u rồi ông này đánh này người ta không có tướng người ta không có tướng chính phải vậy mà người ta gãy là phải thôi <laughs> Trận thứ hai anh em ơi Rồi ơi quá là ngon luôn các bạn ơi Thật sự là quá là phê luôn kìa Hay quá nhỉ Trận này phê quá anh em ạ Mình không biết đánh kiểu gì nữa này Bao phê luôn Thôi cứ đánh đã anh em ạ Cứ đánh đã nhé các bạn nhé Cứ đánh đã cứ đánh đã Rồi công nhận là phê thật sự luôn ấy Mình đang không biết rằng là Cái máy bay này của mình liệu có đi được vào khu trung tâm đấy không nhỉ Ôi trận này mình đánh 5, 5 lộ cơ à. Căng phết nhỉ Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên Ôi giời ơi Sao vẫn dính vào tuổi khí thế hả má ơi Má chủ Má treo mình ta Đùa mình ta Phát đấy cố gắng để đục vào khu vực kia mà tại sao không đục được Trời ơi, trêu mình quá Có dòng điện ở đây dẹo mất rồi à Ok, dẹo mất rồi anh em ạ Đúng con dòng điện ở kia thì dẹo mất rồi đấy, Ok, chẳng sao cả đúng không nào Chúng ta sẽ chờ đợi chúng ta sẽ chờ đợi vào một kỳ vọng ở đường trên này chúng ta sẽ chờ đợi vào một kỳ vọng ở đường trên này các bạn nhé gồng nữ tướng hoàng gia này có lẽ là mình sẽ đẩy quân thôi anh em ơi hơi cá đen một xíu xíu để cho một cái pha thả quân của nhóc của tê gồng lốt con kinh lên này mion trả đây rất nhiều lộ anh em ạ nên là lém lộ tẹt tè tèn tèn đại quản giáo đi cùng luôn trả đây chơi gọi là khô máu là ở đây luôn Queen vào đơn con nhà chính là đẹp đấy Queen ơi Queen đâu hết rồi Bóng dáng con Queen rơi về nơi đâu đúng không Bóng dáng Queen rơi về nơi đâu Bóng dáng Queen rơi về nơi đâu Kìa nhà chính nhà chính, nhà chính 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 nhà Nhà chính nó đốt thấm thế Đầu tư bịch lộ sai sai kịch bản anh em ạ Đầu tư bịch lộ sai kịch bản biết thế mình lém vào cho mấy con kia Mình nghĩ rằng là Rồi đẹp quá con đường dưới này Ăn được hết dầu vàng đấy Mình nghĩ rằng ăn được hết dầu vàng đấy Cố lên em ơi Tránh tránh ra xa tí em ơi tránh tránh ra nó tí em ơi rồi được con nọ để mất con trai <laughs> hay quá em ơi đại quả giáo ơi đại quả giáo đơm luôn hay trời ơi con này giật được phát nữa nào hay trời ơi đánh như thế đi có mà giật được phát nữa đi em cả đuôi đấy nói chung là vẫn là ok Bắt lốt còn ít bầu này nữa là mình nghĩ là thắng rồi anh em ạ lốt còn ít bầu này nữa là ngon à hơi lương cuống một tí nhưng mà vẫn cứ là ngon các bạn nhỉ ơi lương cuống Ơ Ơ dòng điện đâu hết rồi Đừng nói ăn quả bom đen nhá Giờ à, con quy ra này tính tiền gì Con quy ra đây tính tiền cái gì Đúng không Tính tiền cái gì ạ à? Trời ngon quá luôn Cái trận thứ hai thì mình thấy là ngon hơn Trận thứ hai được một triệu dầu vàng Thôi thôi u rồi Ôi Tại <laughs> <laughs> sao cho tôi cái cơ hội 100% phát nhỉ Tại sao nhỉ Tại sao đúng không Tại sao tại sao tại sao Gáy sớm ấy Cái tội gáy sớm ấy anh em ạ rồi chúng ta sẽ sang đó chính là cái trận thi đấu thứ ba anh em ơi. Đây rồi, trận thi đấu thứ ba của nhóc ở đây đây rồi. Trận thi đấu thứ ba này chúng ta lại tiếp tục đẩy đó, à, à, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ngon 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 ngon. Hay quá anh em ơi. Đâu, quên mất không cho con balon vào anh em ạ. Ôi, cầu đá ghê quá nhỉ. Cầu đá với chúng tôi. Cầu à bên trong quân hội là balon. Rồi đẹp rồi. JT ơi, ôi giời ôi mấy ông JT ơi, mấy ông JT ơi, mấy ông đi ra ăn con tương tướng, mấy ông đi ra, ôi giời, ôi hại lão ơi, mấy ông JT quá, con mỏ chim thì ông không đơm giúp tôi, đúng không? Con mỏ chim nó không đơm giúp mình, thế mới cay. Ok, chợ này có quân hội các bạn ạ, nhưng cũng không sao đâu, tuổi gì là quân hội này, tuổi gì, tuổi gì với mình đúng không? đàn quân đội này mặc dù mình không có đọc nhưng mà có lẽ là mình sẽ phải đơm một bình uh, bình đọc của anh em ạ à, một bình băng của anh em ạ không thể nào để không thể nào để cái trường hợp mà nó, nó 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 gọi là nó cứ gọi là ăn chùa ăn chiếc ở đây được anh em công nhận mình điều đấy không tình trạng giờ ăn chùa nhiều lắm thật sự anh em thế ấy ôi giời ơi, ôi rồi ôi ôi rồi ôi ôi rồi ôi quy ra party của em <laughs> Luisa party của em ơi cầu đá cầu vào con ấy đây mất rồi thôi chính bởi vậy mà đẩy ba lon thôi anh em nhé chính bởi vậy mà đẩy ba lon thôi chúng ta sẽ cho đó chính là có một con lữ tướng hoàng gia này không dám đẩy anh em ạ bởi vì đẩy phát là bốc màu ngay bay 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 bốc khói ngay anh em ơi bốc khói ngay bốc khói ngay chính bởi vậy mà không dám đẩy này chính bởi vậy mà không dám đẩy nó đây này, này con queen vẫn còn con queen vẫn còn Trận này thì mình đánh rất nhiều ấy luôn Gồng nhá các bạn nhá Queen dẹo rồi anh em ơi Dòng điện ơi Ôi giời ơi dòng, ơi dòng điện ơi Dòng điện ơi giật nó tới bên đi em Queen ơi Rồi hay quá Queen ơi Queen ơi là Queen Anh chỉ chờ đợi những cái phát như vậy thôi Queen ơi Đẹp rồi đấy Đẹp rồi đấy Hay rồi đấy Bây giờ thì con gì có thể giữ chân được mình nữa ạ Không con gì có thể giữ chân được mình nữa đúng không nào Quả bom thì mình cũng chấp hết mình cân hết cân hết bản đồ là đây rồi đẹp có một... <laughs> chốt lại vẫn còn một dòng điện thôi <laughs> chốt lại cũng chưa chắc đã cân cả bản đồ <laughs> ok ok nếu mà nó giật được phát này nữa này mà bung được con này này bung được bung được không ui trời ơi em ơi mày giật sang hướng này phải đẹp không ôi rồi ôi tại sao nhỉ tại sao hôm nay hôm nay cảm giác như đánh nó vẫn cứ bị đen đen một tí ở gì anh em ạ Đánh nó vẫn cứ biểu bị đen đen một tí kiểu gì ấy. Ok 600k dầu vàng Và được thưởng nữa Như vậy là cũng lên được một xíu xíu đúng không nào Như vậy thì sự kiện này mình lại được ba thôi á Được ba thôi anh em ơi Rồi sau khi nhiệm vụ xong Thì mình lại đánh ba trận Và tiến trình của mình đang là 10 anh em nhá 10 rồi Ở bên nội trường bóng tối thì có lẽ mình sẽ nâng cấp Đó chính là con phóng dung nham này lên cấp 7 Bởi vì mình cũng đang dư rồi chắc chắn là mình sẽ không kết thúc ngay đâu ở đây thì 10 trên 40 rồi cũng khá là nhanh thôi có lẽ là anh em cày cỡ tầm khoảng 10 trận là ngon đấy mùa này thì mình chưa có tiền mua vé vàng thật sự như vậy anh em có thì anh em ủng hộ giúp nhóc MT Tê nha. cái còn nhóc MT Tê hiện tại giờ chưa có tiền mua vé vàng đây mùa này nghèo quá đúng là covid anh em ạ rồi và bây giờ thì có lẽ rằng là nhóc Mô Tê cũng sẽ đi đánh thêm vài trận nữa nhưng mà có lẽ nhóc Mô Tê sẽ kết thúc cái video tại đây Hẹn tất cả các bạn vào những video lần sau anh em nhé Giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn